Em làm quá sức thì là bị vỡ ối sớm. Thế em đẻ cháu được có 6 tháng bể lạng. 6 tháng? Vâng. Bể lạng á? Vâng. Nên là cháu có cả bại não nữa. Thì em cũng mẹ đơn thân, em có 2 con thì bại não hết. Cháu thứ hai thì nặng hơn. Bản thân em nó cũng bị ung thư. Là khi em phát hiện ra ca thì cháu lẫn cũng bị sập mắt hoàn toàn. Thế là em cho cháu mổ ở viện mắt trung ương được 4 lần thì em bảo em là mẹ cứu con với, con không muốn mổ đâu. Cháu mổ lần thứ 6 ở Sài Gòn thì cháu nhìn được, là bắt đầu nhìn được chữ nhỏ, chữ 14-15. Vì hiện tại bây giờ cháu mổ được 1 tháng rồi nhưng mà mắt đau, xong rồi các bác thì cũng ở đây cũng từ chối, không điều trị. Sao không đi mổ? Tức là em cũng xác định là thôi em nhường cho các con hết. Tại em đi theo bạn nhường các con là như nào? Tức là bạn này em đi mổ thì nó chi phí cũng nhiều, mà em cũng hay đi xin ở bên Mạnh Thường Quân nhiều ấy. Thì lúc cháu đi mổ thì em bác sĩ cũng thông báo là em đi mổ, nhưng mà em bảo thôi em sẽ nhường cho con đi trước. Nhưng mà từ thời gian từ lúc lúc em phát hiện ra là 3 năm nay thì gần như cháu Linh chưa có lúc nào được mổ. Cứ được khoảng nửa năm, có khi 1 năm mổ đến 4 năm. Thì mẹ mong muốn điều gì cho các con, cho bản thân bây giờ nào? Em chỉ mong là các con bình an, khỏe mạnh, với lại cả để các con có thể tự hưởng thụ bản thân những cái mà chẳng may em làm sao ấy. Thì hai chị em có thể tự sống với nhau được. Cắt nha chị. Ngắm con ngoan nằm trong đôi mắt sâu. Em anh bảo này, anh thì hôm nay cũng có duyên gặp em đấy. Em vẫn làm được ạ. Anh bảo anh bảo. Đầu tiên là anh rất là cảm ơn em vì con đã có tinh thần cho đi hiến tóc như thế. Cái thứ hai, hoàn cảnh của em thì anh nghe qua xong anh rất là thương, mà anh không biết có thể là giúp được gì hay không. Đấy thì ở đây nhân tiện của duyên đây thì anh có một chút quà thôi. Cái này là anh nói luôn anh không cho em. Đây là anh cho các cháu. Nhưng anh có một chút quà đó cho các cháu thì thôi em cầm lấy rồi lo cho các cháu một chút gì đấy. Vâng. Anh cảm ơn ạ. Cảm ơn bác. Bạn ơi cố gắng lên nha bạn nhá.